Dạ vâng, em Ca Linh xin chào cả nhà. Trưa ngày hôm nay, trưa ngày 27 tháng 3, em Ca Linh tiếp tục lên chia sẻ cho cả nhà các dòng lăn kiếm giá rẻ. Vâng, trước khi vào qua các đơn hàng trong buổi trưa hôm nay, mời cả nhà cùng ngắm mặt bông Phan Chí đang nở tại vườn. Nở ngày hôm nay em nghĩ là đẹp, ngày đẹp nhất này. Bông cực kỳ thơm mọi người nhé. Đấy, rất thơm ạ. Trồng vừa tách vừa chăm sóc. Cái này thì em tách từ chậu kia ra. Bây giờ nó được là hai thân hai măng rồi. Hai cái măng này lớn rồi. Bạn lá này tầm 6 cm nhé cả nhà. Hoa cực đẹp và thơm. Vâng, và địa chỉ vườn lan em là ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Có hai số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0947 977 186. Số thứ hai là số 035 816 9999. Thì cả hai số đều dùng Zalo. Đấy, ngoài mặt hàng kiếm ra em còn chia sẻ các dòng lan phi điệp 5 cánh trắng HO, 5 cánh trắng Phú Thọ, hồng Yên Thủy, hồng Mỹ Nhân. Đây, cả vạt luôn mọi người. Mùa này mùa mầm của nó lên rất phát triển luôn ạ. Tất cả đơn hàng đều được bảo hành trọn đời về mặt bông cũng như về vấn đề thân lá, là lá sần và lá láng nhé. Nên về vấn đề đó có chú anh chị yên tâm. Hôm nay có những bông đang nở cực kỳ là đẹp luôn. Em sẽ đi vào từng đơn luôn. Ở trong đây. Vâng, thì mọi người xem video cho em Ca Linh xin một lượt đăng ký kênh mọi người nhé. Đấy, cứ đăng ký kênh của em thôi. Bây giờ thí dụ như các bác không cần mua hàng thì khi nào 1, 2, 3 năm sau cũng được. Cũng có thể là quay lại mua cho em cũng được. Đấy, nghĩa là mình khi nào mà mình cảm thấy mình đam mê. Đấy, đam mê để chơi các cái dòng lan này thì cứ liên hệ cho em. Em bán lan thì em sẽ bán cả đời. Đây là một bông vàng rừng, bầu vàng rừng này. Bông cánh bầu rất đẹp, cánh bầu, lưỡi bầu. Đấy, cánh bầu, lưỡi bầu cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé. Bông này là bông rừng, đây, ghi vàng rừng đây mọi người. Bông cực kỳ chất lượng luôn. Bông này rất đẹp luôn, nó nhìn như tặng tặng là bông mai hoa tiên vũ ấy. Vì mai nghĩa là cánh mai mà, cánh mai thì thường cánh mai nó bầu. Đấy, như cái chậu này là nó hai thân hai măng này. Hai thân hai măng đấy nhé. Đang hoa này, hai cái măng nó rất lực luôn mọi người. Đấy, chậu này em chia sẻ cho cả nhà với giá là 500.000 đồng nữa. 500.000 đồng. Chậu bầu vàng rừng này. Một cái mặt bông rất đáng sưu tầm. Thường các cái dòng khác thì cánh nó không được bầu. Đây những cái dòng hoàng hôn kiếm là cánh nó không bầu này. Đấy, dòng cái mai hoa cánh nó nhìn đẳng cấp luôn đấy ạ. Đấy, chậu này 500 này. Chậu hoàng hôn kiếm này. Chậu hoàng hôn kiếm 300.000 đồng nhé. Đây hoàng hôn kiếm này. Đang có một vòi hoa tiếp bên này này. Chậu này 3 thân. 3 thân 300.000 đồng. Thân lá nó rất đẹp. Thân lá cực kỳ là đẹp luôn. Hoa dày. Hoàng hôn kiếm các cụ đặt đây, hoa cực kỳ dày và đẹp. Đó là chậu hoàng hôn kiếm số 2. Sang chậu tiếp theo này, chậu Thái số 3 nhé. Một mặt bông xanh cốm, lưỡi đỏ. Đấy, rất chi là sắc đẹp luôn nhé. Bông này thì không chê được mọi người ạ. Là dòng Thái số 3 trước là 4 triệu cho một thân đấy. Đây em bán 3 thân, 3 măng. 3 thân, 3 măng, lá nó bị hôm bị gió bị cụp nhé. Đấy, lá bị gió nó quật cho là bị cụp cái hôm bị gió bão ấy. 3 thân 3 măng này này. Và một cái mầm hoa tiếp nhé. Đấy cô chú anh chị về chơi được hoa lần nữa nhé. Đấy chậu này em chia sẻ cho các nhà 900.000 đồng 3 thân 3 măng nhé. 900.000 đồng mặt bông này. Mặt bông đáng để sưu tầm, đẳng cấp để chơi đấy. Đó là chậu Thái số 3. Và tiếp theo là chậu lưỡi sọc đỏ này. Đấy chậu lưỡi sọc đỏ này nhé. Chậu này cực kỳ là đẹp luôn và độc rất dị luôn đấy ạ. Đấy không phải là bông nào nó cũng đỏ như thế này được đâu. Dòng này rất may mắn nhé. Này chơi theo phong thủy là cực kỳ là đẹp đấy. May mắn và đẹp. Chậu này tầm trên 10 thân. Thân lá rất to, cô chú anh chị có thể là về tách ra chia sẻ cho các bác nào đam mê nữa. Đấy chậu này thì em chia sẻ là 800.000 đồng cả chậu to đùng này nhé. Cả cái chậu to nó thật cô chú anh chị, bây giờ em muốn bán cả chậu rồi, về tác phẩm cho cô chú anh chị chơi thôi. Thì cái giá bây giờ nó rẻ, nếu mà cái giá nó thật các bác cô chú anh chị
Có thời điểm năm ngoái cái chậu này phải tầm 10 triệu. Thật sự luôn. Tầm 10 triệu. Em bán cho chú anh chị 800 nghìn đồng. Cô chú anh chị siêu tầm cái giống bông đỏ này. Đó là dòng sập lưỡi đỏ nhé. Tiếp theo là dòng lưỡi đốm, vàng lưỡi đốm này. Đấy, vàng lưỡi đốm, đốm cánh bầu rất đẹp luôn, lưỡi đốm này. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Dòng lưỡi đốm này cũng rất hiếm nhá. Nó không phải là đặc trưng loại nào cũng có đâu. Cánh bầu rất đẹp luôn. Đấy, dòng lưỡi đốm là nó là hai thân hai măng. Hai thân hai măng chậu này 400 000 đồng này. 400 000 đồng cho cái chậu vàng lưỡi đốm nhá. Tiếp theo là chậu Vũ Hội. Vũ Hội chậu này thân lá cực kỳ là đẳng cấp luôn. Nói chung cô chú anh chị riêng nói về vấn đề chơi thân lá nó thấy đẹp rồi. Chưa nói về vấn đề cô chú anh chị nhìn mặt bông nhá. Mặt bông của nó là mặt bông rất dị này, bầu này, lưỡi sọc đỏ này, bông lưỡi bẹt luôn nhá. Bông này chưa nở hết đâu, nở hết nó sẽ đẹp rất đẹp này. Đấy, chớp này. Đấy, bông Vũ Hội này cực kỳ được dị luôn. Đấy, cả cái chậu Vũ Hội Tô Đùng này thì em chia sẻ cho cả nhà với giá là 1 triệu đồng nhá. 1 triệu đồng, tầm cũng phải 10 thân, 100 nghìn đồng một thân Vũ Hội này, rất rẻ luôn. Đấy, dòng dị này nhá. Dòng lưỡi đỏ này. Tiếp theo là cái chậu dêm. Đấy, có chú anh chị nhìn cái rất là thanh cảnh và đẹp đúng không ạ? Chậu dêm này cực kỳ đẹp luôn, là nó là 3 thân một măng. 3 thân một măng lớn nhá. Đấy, chậu dêm kể cả hoa của nó này, hoa xanh cốm nhá. Đấy, lưỡi phớt hồng cực kỳ là nét và xinh đẹp luôn. Đấy, giống như là một công chúa. Đấy, giống như một công chúa. Chậu này 650. Đấy, cho cả nhà siêu tầm cái mặt bông cực nét luôn đấy ạ. Là dòng có hoa nhá. Em tiếp tục sang cái dòng xanh Huế nhá. Xanh Huế la láng. Đây thì khách này đã chốt 2 chậu, đã đóng gửi cho khách rồi. Đấy, đã gửi cho khách rồi. Đây là cái chậu số 1 này. Trong đây cái chậu số 1 bán lá là 4 cm 7, 4 cm 8. Một hà thân tư đấy, thân mình này hướng bên này còn chưa đẻ này. Chậu này 4 triệu mốt này, tương đương là 2.050.000 cho một thân. Đấy, 4.100.000 đồng nhé. 4 triệu mốt cho cái chậu cực kỳ là đẹp, xanh Huế rất đẹp luôn. Giá rất như là ưu đãi, là chậu số 1, chậu số 2 nhé. Chậu số 2 này nó lên hoa rồi, lên hoa xong cái này nó sẽ đẻ mầm từ cúng hoa hoặc là khai thác từ mắt bên này nhé. Khai thác mắt bên này nhé. Này bản lá là 4 cm 6 này. Chỗ này rất đẹp luôn. Xanh Huế la láng nhé cô chú anh chị nhé. Chỗ này em chia sẻ là 1.800.000 đồng này. Chậu số 2 này. Tiếp theo chậu số 3. Chậu số 3 có một chút lỗi lá này nhé. Chúng mình làm giống ở chỗ này nó có 2 mầm luôn. Một mầm này. Bên đây một mầm là 2 mầm này. Đấy, 2 mầm một nách luôn nhá. Cái này thì rất nhanh thành 3 thân luôn cô chú anh chị. Chỗ này 2 triệu này. Đấy, chậu số 3 là 2 triệu đồng. Chậu số 3 là 2 mầm gốc và 2 triệu cho chậu số 3. Sang chậu số 4 này. Chậu số 4 có một chút lỗi lá này nhá. Nói chung là cô chú anh chị bây giờ mua từ cái thân này về mình gây giống nữa. Chứ để đẹp thì phải mới nói là mua cả chậu thì nó mới đẹp. Chậu này bán lá của nó là 4 cm 5. 4 cm 5 nhá. Lá 4 cm 5 là đẹp rồi. Quá đẳng cấp rồi. Đấy, và có một mầm đây này. Mầm này chắc đang nứt rồi đây này. Đấy, đang nứt luôn cô chú anh chị nha. Đấy, cái mầm này. Đấy, em vun này cho nó nhanh phát triển. Chậu này em vừa trồng thôi. Vừa trồng lên cô chú anh chị lấy thì em nâng lên gửi cô chú anh chị. Chậu này là 1.800.000 đồng. 1.800.000 đồng cho cái chậu số 4. Chậu số 4 nhá. 8 lá. 8 lá là 1.800.000 đồng. Tiếp theo cái chậu số 5. Chậu số 5 là 2 thân. 2 thân 1 măng. 2 thân 1 măng. Đấy, chậu số 5 chậu này rất chi là đẹp đấy. Chậu tơ rất khỏe, chậu này thì làm giống thì đạt này cô chú anh chị này. Làm giống chậu này thì rất chi là tuyệt đạt luôn nha. Chậu này 3 triệu nhá. Chậu số 5 này 3 triệu nhá. Đấy, 2 thân 1 măng bán lá 3 cm 6 nữa, hàng giống nữa. 3 triệu cho cái chậu số 5. Tiếp theo chậu số 6 này. Đấy, chậu này thì có ông anh ở thành phố là khi nãy đã chốt rồi mà cũng chưa thấy điện gọi điện cho em. Đấy, chưa thấy gọi điện cho em nên là em cứ đăng lên thế này. Từ giờ đến chiều không thấy gọi điện thì em sẽ chốt cho khách khác.
Chậu này thì bán lá của em nó là gần 6 sen luôn. Đây cô chú anh chị nhá, bán lá gần 6 sen nhá. Đây, bán lá rất đạt luôn nhá. Rất to và đạt, đá ấm chậu rồi. Đá ấm chậu rồi. Chậu này quá khỏe luôn. Đây nở hoa đây. Và em nghĩ là cái măng của nó sẽ nằm trong cái kẻ lá này. Măng khả năng là nằm trong kẻ lá này, vì là nó đã ra rễ thế này thì cây ấm chậu thì cây rất khỏe rồi. Đấy, chậu này em chia sẻ là 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng cho bản lá là sát 6 sen đấy. Chậu này rất đẹp luôn, nhìn ngoài rất to và đẹp. Cực kỳ to và đẹp luôn ạ. Chậu này thân này rất đẹp luôn. 2 triệu đồng cho cái chậu số 6 nhá. 1 2 3 4 5 6 đúng rồi ạ. Sang cái chậu số 7 này. Đấy, cái chậu số 7 này thì nó có một chút lỗi lá này nhá. Mình làm giống thôi. Đấy, nó có một măng luôn nhá. Măng đây. Đó, cái măng đây đang lên đây. Ở bên đây là cái cuống hoa thì thích một cái là nó ra mầm luôn thôi. Đấy, rẽ ra rất chi là ok rồi này. Chậu này là 1 triệu 800 nghìn đồng này. 1 triệu 800 nghìn đồng. Bán lá của nó là 4 sen, hình như là 4 sen 6 thì phải. Đấy, 4 sen 6. Đấy, chậu này em chia sẻ cho cả nhà với giá là 1 triệu 800 nghìn đồng. Đấy, thì còn 7 cái chậu xanh Huế lẻ. Đấy, chia sẻ cho cả nhà cô chú anh chị cái giống chuẩn tốt để cô chú anh chị yên tâm vào giống nhá. Đấy, còn những cái chậu tác phẩm ở ngoài kia rồi, những cái chậu to này thì mua thì nó cao tiền. Cô chú anh chị cứ hải nhân lên từ 1 thân 2 thân rồi nó sẽ được những cái thân chậu to như thế này, và mình lại tách ra nó lại được thành những nhiều chậu khác nhau nữa. Đấy thì hôm buổi trưa ngày hôm nay em lên chia sẻ từng đấy mặt hàng. Cũng mong cô chú anh chị cùng mọi người luôn luôn ủng hộ vườn lan Ca Linh, và chúc mọi người luôn sưu tầm được những chậu lan đúng đẹp. Đấy, thì em xin chào mọi người, và mọi người đừng quên cho em Ca Linh xin một lượt đăng ký kênh nhé, và một lượt like yêu thích ạ. Em sẽ tận tụy tận tâm đồng hành cùng mọi người đam mê. Em xin chào cả nhà, em xin phép xuống like tại đây ạ.